áo rồi giặt không giặt. Gọi đi hát. Tôi đây. Tài gái sắp đôi mình là những lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Nói anh lừa mà anh gì vậy? Tài với Hương có mắt ở đây. Thôi anh chuyện sao đây? Nóng hết cả mắt. Thôi bạn ơi, có thể gì từ nói bạn ạ. Giặt có cái chậu quần áo nãy giờ mình cầm đàn nhèm. Lấy vợ rồi phải chịu chứ. Chị cứ từ từ thôi chị ạ. Thôi chị bình tĩnh nhá. Một chậu đây là còn ít đấy. Còn ba chậu nữa trong nhà đó cơ. Cái gì nhất anh ạ? Lấy cái tay để giặt. Đéo lấy vợ nữa mà đơn. Đơn sao? Đơn là cái gì? Mày bảo mày không lấy vợ chứ gì? Giờ anh lấy vợ rồi anh chấp nhận thôi. Giặt một tí cũng sao đâu mà. Quần áo mới giặt hôm qua rồi hôm nay bắt giặt tiếp. Còn nhiều nữa, ta bảo còn 3 chậu nữa cơ. Mà đừng có mềm nhầm mềm nhầm. Thôi bạn chịu khó nhặt đi, bây giờ quần áo cứng này. Đến vợ nhớ thì bây giờ bắt giặt quần áo với cả lau nhà các thứ. Từ bây giờ ấy, công việc bắn quét nhà rửa bát. Kể cả là ấy, tắm cho chó mà anh phải làm hết, giặt quần áo. Giờ lấy vợ rồi em phải chịu khó chứ. Ngồi em phải chịu khó chứ anh. Từ ngày mai anh sẽ phải bước trên đường về chia hai. Từng ký ức hạnh phúc về em buông tiếng anh thở dài. Hạnh phúc em mơ mơ đó, hạnh phúc mà anh không có. Từ từ thôi. Một tí đi anh ạ. Từ từ cái gì? Trời mưa này bạn từ từ thôi để cho kiên giặt như bạn. Này cái tay đây. Anh từ từ nữa. Có một đống bát nhà nó coi chưa rửa đâu. Cái gì chắc anh ơi? Cái trả nó vú hay là em vặt đi. Mấy cái đồ này anh làm sao được? Mấy cái đồ này anh tặng cái gì? Phải giặt. Không giặt không được với ta đâu. Mấy cái đồ này bắt đầu tao giặt. Cái đéo gì? Một đống quần lót trong nhà nó coi tao còn coi tao không mang ra này. Ôi, cố gắng đi anh ạ. Ôi, chụp có một tí sao đâu, đồ của chị Thư mà, không phải đồ của ai đâu. Anh đúng rồi anh. Còn vào đâu cơm nữa cơ. Đúng rồi, phải giặt đi. Thì thế không lấy vợ, lấy vợ về, bây giờ để cho vợ. Mày nói ít thôi nhá, mày. Được rồi, chị ơi, từ chị ơi. Chị ơi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi. Chị để anh Kiên từ từ giặt. Từ từ nói, đừng có đánh. Từ từ. Anh Kiên giặt mà chị. Đánh cho khôn ra em ạ. Không đánh là không khôn ra. Anh vẫn đang tạo tên còn gì nữa. Chỉ để anh từ anh đặt. Thì vợ kéo khổ ơi là khổ. Có hai chỗ quần áo. Nói từ sáng đến giờ không xong. Từ sáng giờ anh giặt bao nhiêu chậu ở đấy? 30 bát rồi, anh rửa 30 bát rồi. Bao giờ được 3 cái bâm bát, bây giờ quét 2 cái sân thôi. Bây giờ có cho hai chỗ quần áo mà không kêu. Mấy cái đồ này em tự em giặt đi, sao anh làm sao anh giặt được cái đồ này? Giặt vào tao. Một. Thôi anh giặt cả buổi chiều là xong là được cái gì? Xong rồi đấy. Đợi đúng 15 phút nữa không xong đống này thì chết tôi. Thôi chị vào nhà đi. Mưa gió. Ơ hết cả người lên. Bảo anh rồi lúc đấy lấy vợ xuống. Anh phải ký một chì thôi. Đúng rồi. Không một làm gì. Lấy vợ phải chịu thôi. Cố gắng nhanh lên. Trời thì mưa này này. Mẹ bên thế đéo lấy vợ, lơ lấy vợ. Về bắt giặt quần áo. Rửa bát. Xong bắt đầu dọn vệ sinh. Mấy đứa có con rồi nó bắt hót cướp gì đó. Lúc mà đi tiên ký kết hôn với em đây, em bảo anh rồi lấy bút chì viết thôi. Anh lấy cái mực đấy viết làm sao mà tẩy được. Khó lắm. Sao tẩy được bây giờ chịu rồi. Bút mực sao tẩy được. Vợ như bây giờ anh tàn cái đồ này, tắt cái tôi sạch. Tàn boxe, tóc xiếc.
Chị Thư lên đấy bây giờ giặt sạch vào. Giặt từ đấy, tôi giặt mấy chậu rồi này. Cả một chậu to tướng này, tôi giặt hết rồi. Ôi, cố gắng lên. Cố gắng đi anh. Lấy vợ mình phải cố gắng chứ. Bây giờ vì vợ biết thế không lấy nữa sao. Lấy vợ bắt giặt quần áo các thứ. Mấy yêu con rồi á, nó bắt cả Nhặt cứt. Có con rồi thì phải chịu thôi. Ừ, em phải chịu chứ. Vì gia đình mà. Vì gia đình tương lai mình. Ôi trời, nhéo giặt nữa đâu. Ôi anh. Ôi không giặt nữa. Chị kia đấy không thấy. Ôi thôi, mang hết quần áo này không giặt nữa, mang đi ra ngoài quán mà giặt cho nhanh bà đã. Ra quán giặt đi anh ạ. Mang đi ráng quán giặt một tí xong. Giặt một tí rồi. Đúng rồi. Ra ngoài ngoài đồng quán. 5 phút là xong rồi. 5 phút là xong rồi. Quỳ này à, giặt có sáng mai không xong. Thì tôi bảo với nó là mang ra quán giặt cho nó nhanh. Anh mới bé thôi anh ạ. Không phải. Tôi bảo nó là mang ra quán giặt cho nó nhanh. Nó bảo tôi là giặt rồi quán không tốn tiền, giặt ở nhà cũng được. Nhưng mà nhiều này bạn từ sáng đâu có đáng ấy. Thì vừa rồi nhặt bạn xem ấy, từ lúc tôi cưới nhạc. Tôi cưới nó về nó làm cái gì không? Thì bây giờ mới lấy về thì bạn nhường nhịn vợ một tí làm đúng một rồi. Tí có sao không? Đúng rồi. Ông gửi nhau một câu sao đâu anh? Bây giờ thống nhất sách ra quán thật. Hôm nay mình ngồi nước ngồi đúng rồi. 5-10 phút anh em lấy quần áo xuống đấy giặt xong anh em uống nước tí xong rồi giặt xong mang về. Sao đâu? Ngồi ra xong mang về mà anh. Thì vừa nãy tôi bảo nó là như thế rồi nhưng mà nó không cho. Dạ anh giấu đi. Anh giấu đi anh ạ. Nhưng mà ngoài kia bây giờ nó giặt kịp không? Kịp mà anh. 5-10 phút nhanh lắm. Nhanh mà anh. Máy nó một cái là xoay 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 xong nó bật chế độ nóng lên được mà. Vâng. Quần áo thơm tho luôn. Thơm phức luôn. Thế bây giờ mình mang ra quán giặt xong là nát nước mang về xong đưa cho nó là được. Nice. Đúng rồi anh. Thế đi. Chụp cái đâu anh? Thế bảo mang ra quán giặt luôn từ đầu đi. Giặt toàn người cóc xê cóc chiếc bắt mình giặt. Trời mưa này con lô nó mới khô được quần áo. Nếu không đi cặp máy con lô mới được. Mang ra quán giặt đi, tôi kêu anh. Đi. Nhanh không mà. Ra đây uống nước tí mà đợi quần áo khô được này. Đúng rồi. Đi ra đấy. A few moments later. Đây là anh em mình cái này lừa tiền rồi kêu uống nước ấy. Đấy không có giặt quần áo ấy. Bây giờ vào mắt chị Thư. Đúng rồi, mắt chị Thư đi. Đi vào đây mắt chị Thư đi. Chị Thư ơi. Sao đấy? Ông Kiên không chịu giặt quần áo thì vứt hết quần áo xuống ao rồi có đi chơi rồi nhỉ? Ném luôn đi luôn. Ném tung rồi. Ném xuống ao rồi. Đi đâu mất rồi, quần áo vứt hết rồi chị ạ. Quá hấp hết rồi chị ạ. Đây này. Đấy. Nó rồi, nó lót rồi. Vứt hết rồi chị ạ. Đi đâu chơi xem nào, đi đâu rồi. Đi đâu chơi rồi chị. Đi gọi xem nào chị. Em mới thấy ai gọi điện bảo đi chơi ở đâu ấy. Đi du luôn. Không bảo đi du tay vị nào chị ạ. Gọi xem nào. Có nghe máy không? À. Bạn anh Kiên bảo anh Kiên đi hát chị ạ. Bạn anh Kiên bảo anh Kiên đi hát chị ạ. Đi hát chị ạ. Đi hát ở đâu? Về ba rồi này. Đi hát rồi. Đi hát rồi. Chắc là ông gái rồi. Đúng rồi, ông gái mà chị. Mà chị sẽ đi tìm nó luôn. Đi. Lấy nó về mà. Không có chịu bỏ anh Kiên chơi bời như thế. Đi hát làm sao mà anh Kiên nghe máy được. Đúng rồi. Đi anh em tắt máy luôn. Đi chưa? Đi lên rồi thôi. Quay. Trên trống này chúng ơi. A few moments later. Nó đi lâu chưa? Nó đi lâu lắm rồi bạn ạ. Vừa nãy giờ rồi. Chị vừa nãy xong đi luôn mà chị. Bây giờ nó mà về chắc với tao luôn đấy. Thôi bạn ạ. Có gì về vợ chồng từ từ bảo nhau bạn nhá. Bảo cái gì từ từ cái gì? Thì từ từ thôi. Bây giờ làm gì cũng chưa từ từ ở đây. Mẹ dần cho ra bẽ luôn ấy. Từ từ thôi bạn ơi. Bình tĩnh thôi. Đi hát à? Đi hát nó con nào? Biết thằng nào gọi điện bảo anh kia xuống đấy hai người. Vỗ tay một anh em chị ạ, em thấy thế, thấy nghe thế. Vừa mới cưới vợ sao mà đòi ôm hơn khác à? Vừa mới cưới vợ sao mà đòi ôm hơn khác à? Tao đủ ôm chứ đủ à hả? Thôi tí nữa về nhẹ nhàng thôi bạn nhá, đừng có đánh ấy. Đừng đánh gặp anh. Đánh ra bẽ luôn ấy, thì tôi nói chuyện là không đánh à? Cái gì vợ chồng từ từ bảo nhau đi không? Đưa cho ba cho quần áo rồi giặt không giặt sao mà bắt đầu đòi đi hát
không nói với ta một lời nào hết cả. Về đây. Tôi chỉ có bình tĩnh đó. Đi hát đi, nói chị làm gì. Tối lên chị đến. Đây, đi làm chưa. Mày đưa tao vào đây. Đi ôi đi vào đây, đi đâu đây? Tôi mày đi hát đâu? Mày nói tao nghe. Đâu nào? Mà cái Sao chúng mày bảo tao đi hát? Tối nay nào mày cắt không? Thằng kia gọi điện cho anh bảo đi hát rồi. Nào? Thằng kia thằng nào béo béo này? Béo ơi. Có ai chưa? Ai bảo anh đi hát? Lâu lắm rồi. Tiền tao thu mày hết rồi mà mày không có tiền đi hát hả? Chắc vay đấy chị ạ. Chắc là đi vay của ai rồi bạn ơi. Vay rồi chị ạ. Ủa? Có điên à? Đây 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 tay giữ sao rồi chắc bó rồi. Đây đây xem. Chắc là có quy đen đấy bạn ạ. Nhưng mà ai bảo anh đi hát? Anh đi hát đâu? Ủa thằng này ở đây. Bảo gì đâu? Chả nói gì. Mày ôm con nào ngoài đấy? Mày hai tay hai em. Anh ôm anh nào có chó. Lộn hết tầm hề lên. Có anh nào bảo anh đi lên gì nữa? Mày nói đi, nói cái gì đấy? Mày bảo gì đâu? Có bảo gì đâu? Chả nói gì. Đừng. Từ từ nó bạn ơi, có gì từ mày nói gì đây? Có nói gì đâu? Em nói gì đâu? Sao đương như bảo mày bảo anh đi hát? Tiền năm thì không có mày đi hát à hả? Anh đi hát đâu? Anh đi hát đâu? Yeah.
chưa? Đấy. Cho trường lấy vợ. Mình nghĩ vẫn một cái đèn. Đấy, đấy mà cứ hàm hố lấy vợ làm gì? Cho trường là đổi lấy vợ. Đúng rồi. Mình đã dạy anh Kiên rồi. Về cái này chỉ cứu một chỉ thôi. Cái này bị dính. Hàm hố. Cái này. Đắt mừng cơ. Ừ, cái này Kiên vừa bị dính thư phang cho mấy cái gậy vào chân để tím hết cái chân mọi người ạ. Lại còn méo tai nữa rồi, đỏ hết cái tai luôn mọi người ạ. Nhưng mà mình có bảo gì đâu. Đúng rồi, mình không có. Mình vô tội. Có nghĩa là anh em mình không có gì cả. Ôi giời, đầu lắm. Có phúc phần rồi, có hạ từ chịu. Bây giờ anh em mình có biết gì đâu. Đúng rồi. Cho chừa mọi người nhá. Đừng lấy vợ sớm. Cho lần sau đỡ phải. Nói chung là đỡ phải đi chơi. Nói thằng cái thế đi. Chịu khó ở nhà mà giặt quần áo này. Đấy, quét nhà này, nấu cơm này.